trẻ đẹp lòng. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý như sau. Sau lũ, nông dân các tỉnh miền Trung gặp nhiều bế tắc. Khánh Hòa, tuyến đường tránh uy hiếp các phương tiện giao thông. Bà Rịa Vũng Tàu, bắt cơ sở dùng đậu tương và hóa chất sản xuất cà phê. Thưa quý vị, có thể nói, chưa khi nào cuộc sống người dân làng quê ở các tỉnh Nam Trung Bộ lại chồng chất nhiều khó khăn như lúc này. Đằng sau nỗi lo trễ vụ sản xuất đông xuân là cuộc sống của hàng ngàn nông hộ rơi vào cảnh bế tắc khi mùa giáp hạt đang cận kề. Không ai nghĩ đây là cánh đồng đã gieo xạ, cát bụi, kênh mương bị phá hủy, những cây lúa còn sót lại giờ cũng đang chết dần. Nông dân đã đầu tư vào thửa ruộng, tiền cày đất, tiền phân bón, tiền giống lúa, nhưng giờ cả cánh đồng phải cải tạo để gieo xạ lại. Đồ nước trong núi nó ùa ra, nó hư hết rồi, có ngừng banh giống lần thứ hai vẫn hư nữa rồi. 10 ngư là cũng như mất giống hết 8 ngư rồi, giờ còn 2 ngư nó chưa xẻ là nó chưa mất. Có ngư xẻ 4 lần, có ngư xẻ 3 lần mà giờ cũng ruộng cũng không có một cây lúa nào hết. Mỗi năm, thời điểm này nông dân đã gieo xạ xong vụ lúa trong xuân. Năm nay qua 2 lần gieo xạ, thậm chí có gia đình gieo xạ lần thứ 3, nhưng lúc này cả cánh đồng hoặc vẫn còn gặp nước lũ hoặc bị sa bồi thủy phá. Ở góc độ lâu dài trong năm nay á, thì vấn đề là cái thu nhập mà cái năng suất và lương thực cây lúa thì phải nói rất nhiều ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân. Hàng loạt nguy cơ phát sinh tại các tỉnh Nam Trung Bộ hoặc là bỏ hoang cánh đồng hoặc là trễ vụ đông xuân. Tại nhiều địa phương dự tính phải đến Tết Nguyên Đán mới gieo xạ sau vụ lúa. Đây là lần đầu tiên các tỉnh Nam Trung Bộ bị đảo lộn thời vụ sản xuất ở mức trầm trọng. Sau lũ, người dân vùng quê vốn đã mệt mỏi sau những đợt lũ chọc lũ, giờ phải gắng gượng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Hy vọng cuối cùng là vụ lúa đông xuân, nhưng với những gì đang đối mặt trên cánh đồng, nhiều người lo ngại nguồn sống của các gia đình sẽ kéo dài tình cảnh trông trên. Hai ngày qua, tại bờ biển Quỳnh Viên, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, nhiều tấn sò lông bị sóng đánh dạt vào bờ. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung ở đoạn bờ biển dài khoảng 200m ở xã Thạch Hải để vớt sò lông. Theo kinh nghiệm của dân địa phương, sau mỗi đợt biến động hay gió mùa, sò thường quấn dưới cát và bị sóng để dạt vào bờ. Do số lượng sò lông năm nay sóng cuốn vào nhiều, người dân có thể vớt bằng chậu thau, bao tải, đem về làm thức ăn hoặc bán cho các nhà hàng. Mỗi cân sò nguyên giỏ có giá dao động từ 10.000 tới 15.000 đồng một ký. Sò đã làm sạch lấy ruột bán có thể được giá 30.000 đến 50.000 đồng một ký. Thưa quý vị, từ hơn một tuần nay, người dân và phương tiện đi lại trên tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa đều lo âu về nguy cơ mất an toàn. Hố nước sâu xuất hiện trên nhiều đoạn tuyến nhưng chưa được cảnh báo và sửa chữa kịp thời là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Tuyến tránh từ ngã tư Thành đến cầu Ông Xuân, xã Suối Hiệp chỉ dài khoảng 3 cây số nhưng lại có đến hơn 10 vị trí bị bong tróc nhựa. Nghiêm trọng hơn là sau đợt mưa lũ vừa qua, phần lớn các ổ gà trên mặt đường đều đã thành hố sâu nguy hiểm. Người đi đường nếu lo tránh hố nước thì không quan sát được các phương tiện lưu thông chiều ngược lại, còn nếu chăm chú nhìn đường thì không tránh được hố nước sâu. Nguy cơ mất an toàn trên tuyến đang ở mức báo động. Nước nhiều ngập mắm thấy đường là bị dắp bao gà tí, chính mình cũng bị tí nữa. Bữa tí dằn lá dằn đồ ướt mình hết đó. Theo Ban An toàn Giao thông huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, từ cuối tháng 11 năm 2016 đến nay, tuyến tránh quốc lộ 1 qua địa bàn huyện đã xảy ra nhiều trường hợp người điều khiển mô tô té ngã do sụp ổ gà trên đường. Trong đó có 4 vụ nghiêm trọng phải đưa đi cấp cứu. Tuyến tránh Diên Khánh chính thức được thông xe từ cuối tháng 9 năm 2015 với chức năng giảm áp lực cho phương tiện tham gia giao thông. Đến nay, sau hơn một năm đưa vào sử dụng, tuyến đường mới này có thêm tính năng khác, đó là giảm sự an toàn. Hay nói cách khác, việc lưu thông trên tuyến tránh giờ đây có nguy cơ tai nạn giao thông. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Thời điểm này, những cơ sở điêu khắc dưa hấu trưng Tết đã bắt đầu hoạt động tất bật. Loại dưa hấu này vẫn được nhiều người ưa chuộng, dùng để trang trí bàn thờ Tết cũng như làm quà tặng ý nghĩa. Mỗi năm đến thời điểm cận Tết tại nhà anh Phạm Văn Thuấn, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ nhân cắt tỉa rau quả lại nhộn nhịp hoạt động hết công suất với hàng trăm đơn đặt hàng khắc dưa hấu. Các hình tượng khắc vẽ trên vỏ dưa hấu rất phong phú. Mẫu mã được ưa chuộng nhất năm nay chính là mẫu hình con gà mừng xuân Đinh Dậu. Nghệ thuật khắc dưa đòi hỏi người nghệ nhân phải cẩn thận, khéo léo khắc tỉa từng đường nét trong hàng giờ liền
mới cho ra được một tác phẩm đẹp. Tác phẩm mà tương đối công phu thì chúng ta sẽ thực hiện trong khoảng cỡ 1 tiếng rưỡi. Nhưng mà đối với tác phẩm tương đối đơn giản ví như chữ hoặc là hoa thì chúng ta thực hiện trong khoảng cỡ 45 phút tới 1 tiếng. Giá một quả dưa điêu khắc kỹ thuật có giá khá cao, dao động từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng một trái. Thậm chí những tác phẩm độc đáo còn có giá lên đến cả triệu đồng nhưng vẫn không đủ cung ứng cho thị trường Tết. Những quả dưa hấu khắc nghệ thuật này sẽ giúp mâm quả ngày Tết thêm sinh động và ý nghĩa. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12, một đối tượng có hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân đã bị công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk bắt xử lý. Đó là Nguyễn Thị Chi Mai, trú ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, tháng 9 năm 2016, Mai cùng chồng đến tạm trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để bán thuốc Nam và thuốc Bắc. Trong thời gian này, Mai chủ động làm quen với những người đến mua thuốc và tung tin rằng mình có khả năng cúng bái làm bùa phép để chữa bệnh và giúp họ trúng vé số độc đắc. Ai có nhu cầu thì đưa tiền cho Mai để cúng làm phép. Một số người vì nhẹ dạ cả tin đã đưa tiền cho Mai. Với thủ đoạn đó, Mai đã lừa được 5 người dân trên địa bàn huyện Krông Năng lấy tổng số tiền 103 triệu đồng rồi đem đi tiêu xài cá nhân hết. Trước đó, Mai từng có một tiền án 1 năm 6 tháng tù cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện công an huyện Krông Năng đã khởi tố Nguyễn Thị Chi Mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 của Bộ luật hình sự. Công an thành phố Hải Phòng cho biết, hôm ngày 20 tháng 12 vừa qua, Phòng An ninh điều tra thành phố vừa triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là cô Thị Mai 49 tuổi của phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Mai khai nhận đã sử dụng trụ sở công ty cổ phần xuất nhập khẩu dựa đường ASEAN tại số 166 đường Hà Nội, phường Quán Toan do Hoàng Văn Tuấn, chồng của Mai làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Mai còn nhờ thêm ba đối tượng khác là Nguyễn Thị Trang 27 tuổi, Hoàng Văn Việt 28 tuổi và Nguyễn Thị Phương 25 tuổi làm trợ thủ. Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty ma để tổ chức mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 8 máy tính bàn, 1 máy tính xách tay, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn chứng từ của 7 công ty ma nêu trên. Từ năm 2009 đến nay, Mai trực tiếp thuê các giám đốc ma và xuất bán hơn 2.000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến hơn 1.000 tỷ đồng để thu lợi bất chính. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 12, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, phát hiện chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trung Đức đóng tại số 34/1C, đường Bắc Sơn, phường 11, thành phố Vũng Tàu, đang có hành vi dùng đậu tương và gia vị xuất xứ từ Trung Quốc để sản xuất cà phê. Vào thời điểm trên, công ty này đang sản xuất chế biến cà phê thành phẩm. Tại khuôn viên công ty đang chứa 27 bao đậu tương, 13 hộp đậu tương, 7 bao cà phê đã xay, 51 bao cà phê thành phẩm, cùng nhiều vỏ đựng hương liệu phụ gia, được cơ sở này dùng để sản xuất cà phê, gồm 4 vỏ can nhựa, có xuất xứ từ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không cung cấp được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các hương liệu này. Theo trình báo của đại diện doanh nghiệp, quy trình sản xuất cà phê gồm cà phê đang xay trộn với đậu tương đang xay, rồi pha chế phụ gia hương liệu thành cà phê thành phẩm. Mỗi tháng, doanh nghiệp này sản xuất khoảng 4 tấn cà phê thành phẩm. Được biết, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực chế biến cà phê từ hơn 10 năm nay để tiến hành kiểm tra chất lượng phục vụ công tác điều tra. Đoàn công tác đã thu giữ các mẫu cà phê thành phẩm để tiến hành kiểm tra chất lượng phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, đối với nông dân, đàn heo, đàn bò là tài sản vô cùng lớn. Căn gác cho heo, nhà tầng cho bò. Chuyện nghe có vẻ lạ, nhưng lại là điều quen thuộc tại xã An Định, tỉnh Phú Yên. Đây cũng chính là cách mà người dân nơi đây giữ được đàn gia súc qua những đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua. Phải bước lên nhiều bậc thang, ông Thân mới mang thức ăn đến cho đàn heo. Kể ra cũng hơi chọc công, nhưng lâu dần cũng thành quen. Hơn nữa, bù lại, nuôi heo trên căn gác cao thế này, ông bớt đi nỗi lo đeo đẳng của người dân vùng lũ bao đời nay. Thôn Định Trung Ba nằm ở vùng trũng nhất thuộc hạ lưu sông Kỳ Lộ, tỉnh Phú Yên. Mưa nhỏ thì đã ngập, huống chi 2 tháng qua, ở đây hứng chịu 3-4 trận lũ liên tiếp. Nếu không có căn gác cho đàn heo, chắc chắn ông Thân phải bỏ công di dời đàn heo chạy lũ, mà điều này thì vô cùng vất vả và đầy rủi ro. Lụt ngập quá, bây giờ bà con ai cũng lo hết, năm nào cũng nông nước, thì lần lần nó cao. Chỉ tính riêng tại xã An Định đã có đàn gia súc trên 2.300 con. Ở những vùng quê khác, nhiều trường hợp lũ ập về, nông dân trắng tay khi đàn bò, đàn heo bị lũ cuốn. Cũng vì lý do này mà chiều năm nay, các gia đình chăn nuôi ở An Định đều bỏ tiền làm căn gác cho bò, cho heo.
Coi như bây giờ mình phải sống chung với lũ. Chứ bây giờ là coi như cũng thở là coi như là đi dời đi được. À, đối với gia súc á, người ta làm cái nền nó cao để mà coi như là chống chọi đối với những cái lũ mà coi như là nó cỡ trên cấp 3. Sau lũ nhiều khó khăn chồng chất đối với người dân các tỉnh Nam Trung Bộ. Cũng vì thế, lũ đi qua nhưng vẫn còn đó một yêu cầu khá bức thiết, đó là làm sao thích ứng thiên tai ngày càng phức tạp. Với người dân vùng lũ, chuyện thích ứng không thể không bắt đầu từ nơi ở của gia đình, nơi chăn nuôi gia súc né tránh được lũ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mong cho sang năm trẻ đẹp lòng. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Pháo hoa tưng bừng đón xuân. Chờ giao thừa sang cùng Dr. Thái. Mong cho sang năm được trẻ luôn. Kính chúc ông bà sống lâu. Kính chúc ba mẹ khỏe luôn. Cùng Dr. Thái và với muôn người. Trẻ đẹp lâu. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Đắk Lắk, mưa lớn kéo dài khiến hơn 1.000 hecta cây trồng bị ngập. Sơn La phát hiện và bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 8.000 viên ma túy tổng hợp. Hà Nội, ám ảnh nhà vệ sinh trong trường học.